Vâng, xin chào. Hôm nay tôi quay giới thiệu các bác một đôi loa Mỹ có tên là Jensen TF3. Ghép với một cái âm ly cổ của Sansui có mã là QR6500. Âm ly này tôi bán giá 28 triệu đồng, còn đôi loa giá 13 triệu đồng. Đôi loa này thì là một trong những đôi hãng, nói luôn các bác, nếu mà các bác tìm hiểu về âm thanh thì hãng Jensen thì là một trong những hãng âm thanh nổi tiếng của Mỹ. Nhìn đấy là nói luôn các bác, thì những bác nào tìm hiểu nhiều về âm thanh thì mới biết hãng này. Còn đa phần thì mình chỉ biết đến Bose, đến AR hoặc là JBL thôi. Còn hãng Jensen nó là một trong những hãng loa cổ tiếng cực hay luôn. Loa này bass 25, bán giá 13 triệu. Đây nói luôn nha, là cái e căng này tôi mới bóc ra đấy, còn nguyên zin 100%. Nếu nguyên zin của nó là nó dính luôn vào cái nắp thùng này này. Đây là tôi phải bóc ra này, vẫn dấu vết bóc để tiện mình mở ra để cho khách xem thôi. Đó, nguyên bản của nó là cái nắp tre này nó dính luôn vào cái mặt này luôn. Đây là lấy về phải bóc và phải chế cái dán này này. Dán này là chế ra chứ không phải là nó có đâu các bạn. Đây là mình tự dán mình cho vào thôi. Còn hai đôi loại có nghĩa là về phải giật căng ra, nói là giật căng ra. Nó giống như loa AR nguyên bản là nó dính luôn vào cái mặt này. Đây nó còn vết bóc rồi này. Vết bóc dính này các bạn này. Nghĩa đôi loa này zin 100% luôn nhá. Lấy về nó vẫn còn zin cả mặt tre luôn, chưa động chạm đến, mình phải chế cái khung này ra. Khung này là khung zin của nó, nhưng có nghĩa mình phải làm cái dán này. Đôi loa này thì loa gồm có 4 loa trên thùng. Gồm 4 loa trên thùng bass 25, gân giấy tẩm dầu. Màng là màng giấy. Đây cái loa cổ của nó thường cái núm loa nó cũng làm bằng vải các bạn nhá. Dí vào nó vẫn dí được mềm này. Loa này gồm hai loa chung và một loa tép. Loa tép thì màu đen đây, tép dom. Còn hai loa chung đây, làm rất là đặc biệt kiểu Mỹ loa cổ, thì nó không kiểu lồi ra hoặc là. Đây là lỗ thông hơi nhá, lỗ thông hơi. Loa thùng gỗ lạng, mặt gỗ đằng sau là gỗ. Thì gỗ này là gỗ lạng thôi các bác nha, không phải gỗ thật đâu, gỗ công nghiệp thôi. Nhưng nó lạng một lớp gỗ thật vào. Loa cổ rất mang giá trị sưu tầm, hàng đẹp long lanh luôn. Bốn loa trên thùng bass 25. Hãng Jensen là một hãng nổi tiếng về âm thanh Mỹ cổ. Đây tôi quay thông số này. Đây là volume chỉnh loa. Đây là tem cờ của nó đầy đủ. Vít ốc đằng sau, muốn mở ra phải xoay theo cái vít này. Đây là thông số. Loa 3 way là 3 đường, 4 loa. 4 là speak, 4 speak là 4 loa system, hệ thống 4 loa 3 đường tiếng. 4 loa 3 đường tiếng nhá. Loa Jensen TF3 sản xuất tại Mỹ. Đây. Chicago, Mỹ này. Hai loa đẹp long lanh luôn. Loa rất mang giá trị sưu tầm. Nằm 13 triệu cái lôi loa này. Còn âm ly thì 28 triệu. Tôi mở to nhạc các bác nghe. Ly này là âm ly Sansui QR6500 chạy 8 sò sắt chữ đỏ. Âm ly này thì nó đánh 5, có 5 đường ra loa. Đây, 3 đôi loa chính A, B, C, A này. A, B này, C. Và các cái loa rear nữa. System B, System A. Đây là thông số kỹ thuật của âm ly này. 4 kênh 470W. Âm ly, các cái âm ly cổ của Sansui ấy, thì âm ly này nó cho toàn thế giới. Mà âm ly này thì
nó hàng công ở bên Mỹ về, ship airbag về. Tất cả những cái âm đi cao cấp của Sansui thì nó đều chạy đa cầu điện. Muốn các bác muốn chạy sang điện 220 tháo cái nắp này ra này, xong đó có cái cầu cắm vào cầu nào thì là mình dùng điện đấy. Đây tôi đang để điện 110 470W đa cầu điện Tokyo Japan. Đấy, âm đi này là dạng receiver có radio. Radio full 108 các bác nhá. Chắc mở to nhạc các bác nghe. Âm liên này thì bắt ra điều cực kỳ nét luôn. Thế tôi mở ra này. Để chúng mình xa nhau 13 triệu tôi loa. Trong năm tương tròn châu. Hàng bao ship 100% tất cả các sản phẩm. Ok, hai sản phẩm cứ bao tiền 100%, âm đi zin, loa zin. Đã sau lễ tan. Tầng chiều vàng trên cánh đồi hoang, tôi đến thăm mộ nàng đầy cánh hoa hồng cài lên vành miên, thương tiếc làm sao. Chuyện ngày xưa còn đó, tôi với nàng yêu nhau, đời cùng con số nghèo đâu dám nghĩ cao sang. Nàng chỉ mơ một lần vui ngất đời, áo cưới hoa hồng em mặc vui làm sâu. Nhưng ai đâu ngờ tình duyên nay đã lỡ, càng xa đi trước ngày làm lễ cưới trăm năm. Để buồn lên ngày tháng, ngày áo cưới hoa hồng đó anh mới vừa may xong, sao chẳng mặc một lần để em sang nhà chồng chọn duyên chọn kiếp cho thỏa lòng ước mơ mau kỳ. Trông khá bắt mắt. Hai loa bit, một loa tép, tép đo, bát 25, gân tẩn, giấy dầu, bát mang giới. Cái căng này phải giật ra. Còn gì giờ đây em, sao nhớ thương đầy vơi, mộng tình còn trong tim hay chết theo ngày tháng. Còn mà nhớ hôm nào lời trao nhau ban đầu, ai nỡ quên tình nhau. Vâng, xin cảm ơn. Còn gì là tôi bán tại tòa V3, Du Văn Phú Victoria, đô thị Văn Phú, quận Hà Đông. Các bác mua hàng thì chuyển tiền đặt cọc thôi, tùy theo giá trị của mặt hàng. Các bác chuyển tiền đặt cọc tôi sẽ gửi hàng qua dịch vụ Viettel. Thì cảm ơn phí vận chuyển khách mua phải chịu. Thì cảm ơn.